Đó giờ chỉ biết món thịt heo kho rượu, nhưng được nhờ chồng giới thiệu món trâu kho rượu. Nghe ông nói món này còn ngon hơn cả thịt heo. Lật đật làm theo nhưng mà nó ngon thiệt. Cách ướp cũng tương tự như thịt heo kho rượu, nào đường, muối, nước mắm, tỏi, ớt, nhưng đặc biệt phải có nước dừa tươi mới ngon. Dừa chọn đừng có quá non, mới dừa dán cháo là được. Món này nấu khoảng 3 tiếng mới xong. Công nhận thịt mềm và thơm hơn cả thịt heo kho rượu. Không nên lựa hoàn toàn thịt, nên có mỡ và gân gân. Như vậy ăn nó sẽ mềm hơn.